Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ cùng với cả Tony, hai anh em mình sẽ review hai bộ đồ. Bộ đồ của mình thì mình đã cho Tony mượn rồi, và bộ đồ của Tony thì Tony cũng đã cho mình mượn. Đó. Cái bộ đồ này thì chưa có ở bản Việt Nam anh em nhá. Bộ đồ này phải khoảng độ tầm chắc là phải tuần sau anh em ạ thì mới có ở Việt Nam. Còn bộ đồ này ở bên bản quốc tế thì đã có rồi. Đó. Rồi. Hôm nay thì anh em bọn mình sẽ nhảy xuống khu quân sự và để xem là bọn mình sẽ tàn phá khu quân sự như thế nào với hai YouTuber anh em nhá. Nào, let's go. Rồi 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 rồi, thấy chạy loang quăng loạn xạ. Lung tung rồi. Ui, nó ở trong nhà em ơi, chạy. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Vác súng lên đây. Định săn tôi à? Sai lầm luôn. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnhc. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Anh em ơi, quá sai lầm. Này có cả vector luôn kìa, ngon quá. Ui AK anh em ơi, hợp lý luôn. Quá xịn sò con bò. I need a weapon à? Đấy, weapon đấy, trời ơi. Ra đây, weapon. Watch out. Này, weapon, đó. À, thanh niên có súng rồi anh em ạ. Để làm lại phải lạc, gọi là lại phải nạp đạn lại. Cày vãi nồi. Ui, trên nhà có người đấy em ơi. Cẩn thận nhá, nó đáp bom kìa. Bạn đáp bom cũng không cản nổi đâu. Bạn phải chết. Bạn chạy đâu à? Ok, để... À, nhảy ra. Làm sao mà chạy thoát được? Đi chết đi. Úi giời ơi. Chết đi. À có thanh niên ở trên cửa sổ anh em ạ. Có thanh niên ở trên cửa sổ. Yếu chưa? Thật ra thì mình cũng yếu anh em ạ. Thanh niên này bắn được đấy anh em ơi. Từ từ mình phải gạt. Gạt đã. Ui, đáp bom luôn mới sợ chứ. Đáng sợ thật. Nào, bạn ra đây. Bạn bắn đi. Come on baby. Nào. Ơ, không ra này anh em này. Thích. Gọi là, đây người ta gọi là thích thập thò đấy anh em. Ơ. Đá chim à? À quên. Team up à? Có live stream đâu mà đá ta. À, như vậy là bạn kia là bạn team up. Còn thanh niên ở trong nhà C. Còn thanh niên ở trong nhà C thì là không phải rồi. Ủa? Bắn kiểu gì vậy? Này. Có team up hay không vậy? À, bắn 3 tiếng à? Đây cũng 3 tiếng. Rồi, ok. Cẩn thận ông Tony vã luôn bây giờ ấy. Thôi em ơi. Vãi nồi. Trời ơi, hai anh em đi làm clip còn gặp. Trời ơi, vãi nồi thế. Thôi lại gạt đồng đội của em. Ai mà biết được, có xem được clip này cho anh xin lỗi nhá. Trời ơi, ai bảo đồng đội em gọi là luẩn quẩn quanh anh làm chi. Trời ơi, chúng ta mà phải gạt được đồng đội em thì mới xảy ra chuyện chứ. Trời ơi, thì em mới biết là anh gạt đồng đội em chứ. Hả? À, ông trên nóc với ông trong nhà Ly là thời quá. À rồi, hình như là mình giết cả hai đồng đội của bạn rồi. Chỉ còn hai người thôi. Thôi, đi đi kiếm xe rồi đi núp đi, cuối bo rồi đập cháo. Từng có làm thế. Nữa đi bạn ơi, đẩy luôn. Trời ơi. Anh em chúng tôi ở đây rồi, gọi là cặp đôi hoàn cảnh đây rồi. À quên, cặp đôi hoàn hảo đây rồi, còn ngán ai nữa. Các bạn bắn bọn tôi là các bạn sai rồi. Gạt cái nhẹ. Ok, để trả lụa. What the hell? Ui vãi nồi ạ. Tống cho quả bom nốc 2 luôn, được của nó đấy, đỉnh của chóp anh em ạ. Ok. Việc nhẹ lương cao. Vậy là xong. Quá nhàn luôn.
Mẹ đang chơi thì gặp gặp hai bạn gọi là fan của mình luôn. Trời ơi. Nhảy nhảy này. Trời ơi, đi kiếm xe đi mấy đứa. Trời ơi. Chơi luôn em ơi. Kìa, con người kìa. Cẩn thận đấy, hai bạn này cứ chạy long quăng rồi nó bắn chết. Không cứu được đâu. Đi kiếm xe, ôi, đi núp đi. Cái giọng anh tính trực tiếp luôn rồi. Để trả lụa. Đây, ở đây có người này anh em này, nguy hiểm quá. Ui, hình như là boss anh em ạ, không phải người đâu. Đâu rồi? Có ông ta. Rồi, một thanh niên đang nấp cạnh nhà. Chết tươi con đười ơi. Ồ, có thêm thanh niên nữa này. Chết tươi con đười ơi. Trận này mình không dùng mic in game cho nên là mình không thể gọi là giao lưu với các bạn ấy được. Sorry nhá. Ui ôi. Có tiếng bắn súng ở đây. Ui ôi. Giết. Thôi giết ở trên này trước. Đây đây đang nằm này, đang nằm này. Vã nó em ơi. Á đủ, á đủ, á đủ, á đủ, á đủ. Ghê gớm với chúng tôi à? Bạn thích ghê gớm với chúng tôi. Ô hình như là thanh niên top máy bay đây chứ đâu. Rồi, ok. Chạy. Ui, vãi nồi ạ. Tôi đã tuyết máu không chết. Rồi, cuối cùng thì bạn cũng đã chết rồi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Bạn ra đây là bạn chết liền đó. Anh nghĩ là lên xe thôi em ơi. Lên xe rồi đẩy, đẩy thẳng luôn. Mấy cái thanh niên này sợ xoắn gì. Lên luôn. Từ từ. Ăn đầy máu đi, trời ơi. Máu kia nó đến nó xấy cho anh em hai phát là gãy luôn đó. Cứ phải cẩn tắc vô áy náy anh em ạ. Không được sống vội. Sống vội là dễ chết lắm. Đây 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 đây, thanh niên. Đúng rồi, cứ xấy bừa đi. Úi, chết luôn rồi. Úi. Rồi, đâm chết luôn anh em ạ. Không nói nhiều. Hình như là chỉ có hai thanh niên này thôi. Đang bắn nhau với thanh niên nằm ở trên đồi. Trời ơi, người ta gọi đấy là dại dột đấy. Làm người ai làm thế. Quá trời đồ luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, đồ không nhặt được nữa rồi. Combo này người ta gọi là combo hủy diệt rồi. Chơi bời gì nữa. Các bạn tốt nhất là nên giơ tay đầu hàng thôi. Đi tiếp nào. Đây 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 đây. Kiểu gì nó cũng sẽ đi hướng này. Các bạn không chạy thoát được mình đâu. Rồi. À đủ, đổi xe luôn. Đệt. Đúng rồi, vã luôn. Trời ơi, xe mới đổi. Đầy xăng như thế này. Có mà chạy lên phường. Thỏ ra. Ôi, hết đạn này em. Trời ơi, đồng đội hết đạn là nguy hiểm lắm anh em. Phải lách xe ngay. Ôi. Cái gì đấy, hai team khác nhau hay là cứu viện đây. Kinh. Ghê gớm với chúng tôi này, ghê gớm. Rồi, xong luôn, tiễn hai bạn lên đường. Hai thanh niên kia chết rồi à? Chết chưa? À, hai cái hòm tuyết đây rồi. Vãi đồi. Đây rồi. Nhạc thính của chúng tôi này. Ngu người. Warrior này. Chiến binh anh hùng à? Anh hùng chiến binh à? Nhạc đem ơi, xem cục thính có gì nào. Thanh niên đứng lựa hơi lâu đấy. Ui, có ốp kìa. Ui, nhìn thấy đạn ốp rồi nhá. Nhặt nốt đạn ốp đi em ơi. I got supplies. Đó. Ok. Đó. Phí. Best of the Sniper in the World là lúc nào cũng phải đầy đủ.
Đây 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 đây. Mấy thanh niên này lại thích đi cà khị anh em ạ. Thích cà khị à? Vã nó. Vã. Ok, một lượt. Ôi, bắn cái nồi gì đấy? Vãi nồi ạ. Nốc được một thanh niên mà bị đồng đội của bạn ấy bắn vào đâu mà đau thế. Ơ. Bị hình như bị tim dưới xấy chết luôn rồi. Ủi vãi nồi ạ. Dã man đấy. Tim dưới ghê gớm thế nhở. À rồi, đã stream. À quên. Mấy bạn team up, trời ơi. Cứ quen mồm kêu đá stream anh em ạ. Mặc dù đếch live stream. Mấy bạn team up, trời đều. Thôi đi thôi. Rồi bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, bạn chết. Rồi, một thằng phải, một thằng trái. Úi dồi ôi, thì hóa ra bạn còn chui trong đây nữa thì bạn chết chắc rồi, bạn ơi. Bạn chết chắc luôn. Bạn khỏi cần chạy luôn. Trời ơi, chạy làm cái gì? Bạn có mà chạy lên phường. Chà chà. Bắn nhau em ơi, đi. Bắn nhau ngoài bo à? À, đúng là điếc không sợ súng. Bò đến nơi rồi mà còn bắn nhau. Bắn ai đấy? Thôi thôi thôi, nghỉ tay ăn bát cháo hành các bạn ơi. Đây đây đây. Bò tới rồi, kiểu gì các bạn cũng phải chạy vào. Đây, tôi biết ngay mà. Đây đây đây, bắc ghi. Lắm xe. Một bắc ghi, một Dacia anh em ạ. Giết bắc ghi trước. Úi dồi ôi, quay xe là hỏng rồi. Quay xe là toang rồi. Thôi bạn chết chắc rồi. Tầm này bạn sống làm sao? Làm sao sống? Làm sao sống? Sống hộ, sống hộ. Trời ơi, đi 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 em ơi. Tiếp nào. Thanh niên Dacia đâu rồi? À, vẫn còn tâm trạng nhạt thính cơ mà anh em. Đúng là kiểu điếc không sợ súng, nói không sai. Chết. Trời ơi. Rồi xong. Đón nốt hai bạn hai bạn team up đi vào bo đập chảo. Nhanh 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 nhanh. Vào bo đập chảo nhanh lên để trả lụa. Hết sạch máu nước đi rồi. Nhà bao việc. Nào. Vào bo đập chảo anh em ạ. Vào bo hỗn chiến. Trời ơi. Thế quái nào mà các bạn vẫn sống được. Nào. Cởi hết đồ ra rồi đập chảo một cách gọi là văn minh này. Đó. À, cởi cả mũ nón giáp, mọi kia các thứ à? Có cởi không đấy? Để mình ra mình bảo Tony cởi đồ ra. Đây mình cởi hết luôn. Đó, đứng trước mặt thằng Tony cởi. Cởi ra. Nào, hai bạn. Đã sẵn sàng chưa? Úi dồi, ông kia lại đi nhặt súng làm cái gì đây? Rồi ok. Nào chiến đây các bạn ơi. Chiến đây. Này, quả bom đổ cũng là lúc chúng ta phi vào nhau này. Phi vào nhau này. Quỳnh. Nào lên đập. Ông kia lại vứt gì vứt gớm vậy, vứt cả chảo rồi. Chảo đâu? Chảo đâu ông kia? Trời ơi. Chảo có chảo. À không có chảo à? Ờ thế không có chảo. Thế thôi cho hai đứa kia solo trước. Ông này ông đang đợi mình ngủ không có chảo. Thôi thế chơi solo. Đấy, đập với thằng Tony trước đi. Không có chảo anh ơi. Đập với Tony trước đi. Watch out. Đó, đập solo hai. Bo hơn. Đó, hai thằng đập trước đi. Solo tay bo đi anh ơi. Anh cứ đệt trả lụa. Phải nồi đấm mình cái ạ, à, đau thế. Hay. Rồi. Ui hay. Nice thử. Hacker Việt Nam Mỹ đệt trả lụa đặt cái tên thốn vậy. Nào. Vào đây. Đến.
thằng Tony nó có đập tiếp không nhỉ? Rồi rồi, để mình đập anh em ạ. Được rồi, vào đây. Mẹ, tôi chưa còn... Cái đệt trả lụa, đang định nói chưa đầy máu, đù má con cá. Chưa kịp đập. Thôi thôi, đập luôn đi, đập luôn đi, đập luôn đi, đập luôn đi. Trời ơi. Nhào vô, nhào vô, nhào vô. Nào, đập, cố lên em. Cố lên Tony. Ui ôi, 2-2-2. Ui dồi ôi, tuyệt vời ông mặt rồi. Ok anh em nhá, như vậy là hai anh em mình đã dành đến cho các bạn một trận đấu top 1, một trận đấu win rồi. Và các bạn có thể thấy là hai trang phục này rất là đẹp luôn. Các bạn thấy sao về bộ trang phục này? Nếu ra mắt ở bản VNG các bạn có quay hay không? Cá nhân mình thấy thì bộ trang phục này khá là đẹp luôn đấy. Kết hợp với cái mũ của mình thì gọi là siêu phẩm luôn. Còn cái mũ này thì đúng là hơi phèn thật. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của Tuấn AC nhá. Bye bye.